Ngôi nhà của cụ Nguyễn Thị An tại làng Phú Thượng, nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, từng là cơ sở cách mạng trong thời kỳ 1941 đến 1945. Đây là nơi dừng chân của Bác Hồ khi người từ chiến khu Việt Bắc trở về, chuẩn bị cho ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Theo lời kể của ông Công Ngọc Dũng, hiện là người trông coi, quản lý ngôi nhà đặc biệt này. Ngôi nhà được ông bà nội của ông xây dựng vào năm 1929. Đầu những năm 40 của thế kỷ 20, khi phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, cụ Nguyễn Thị An là bà nội ông Dũng và ông Công Ngọc Kha, bố ông Dũng, tham gia hoạt động cách mạng, phục vụ kháng chiến. Từ đó, ngôi nhà trở thành nơi thường xuyên lui tới họp bàn của cán bộ cách mạng. Ngôi nhà đã được Đảng và Nhà nước xếp hạng, nó là một cái địa chỉ đỏ, làm cái di tích lịch sử cấp quốc gia. Nó lưu giữ lại các cái hình ảnh của các chiến sĩ hoạt động cách mạng từ năm 1941 cùng với cha ông chúng tôi. Và đặc biệt, nó lại là cái nơi in dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ở và làm việc tại ngôi nhà này năm 1945, lần thứ hai năm 1946. Với cái niềm vinh dự tự hào là người được trông nom, gìn giữ cái ký ức về cách mạng, về Bác Hồ, chúng tôi là thế hệ sau cũng rất là lưu tâm đến cái việc gìn giữ ngôi nhà cũng như các cái hiện vật mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng qua những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc tại đây. Như ở đây vẫn còn 14 cái hiện vật mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sử dụng và gia đình vẫn còn lưu giữ được nguyên, không bị hư hỏng, không bị mất mát. Trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, đến nay ngôi nhà 5 gian với 3 gian chính và 2 trái nhà nằm khuất bên trong đê sông Hồng vẫn duy trì kiến trúc cổ. Nhìn từ cổng vào nhà, nền gạch lát ở sân, những mảng tường rêu phong theo năm tháng, bể nước ở góc sân được xây cách đây gần một thế kỷ, đến các hiện vật quan trọng như sập gỗ, trường kỳ, nơi Bác Hồ làm việc và nghỉ ngơi vẫn còn nguyên vẹn. Năm 1996, vợ chồng ông Dũng tự nguyện hiến toàn bộ phần đất sân và ngôi nhà lưu niệm cho nhà nước. Những vật dụng gắn với kỷ niệm khi Bác Hồ về dừng chân năm nào vẫn được gia đình lưu giữ nguyên vẹn cho đến nay. Đoàn cán bộ ở đây từ chiều tối ngày 23 tháng 8 đến chiều ngày 25 tháng 8 năm 1945. Trong thời gian ở đây thì điện đoàn cán bộ đã có ông cụ già đã làm việc rất miệt mài, và đến chiều ngày 25 ông cụ già vẫy tay bố tôi và nói rằng chú hãy đi mời mọi người trong gia đình đến đây để cho chúng tôi gặp mặt. Bố tôi đã đi mời mọi người trong gia đình đến để gặp đoàn cán bộ. Khi mọi người đông đủ, ông cụ già thay mặt đoàn nói rằng chúng tôi về đây đã được mấy hôm, được gia đình chăm nom giúp đỡ. Hôm nay đoàn phải đi công tác, xin hẹn gia đình khi nào có dịp chúng tôi sẽ quay trở lại thăm gia đình một lần nữa. Những đồ đạc quý giá như bộ tràng kỷ bằng gỗ nơi Bác Hồ ngồi làm việc, 2 chiếc phản gỗ để người nghỉ ngơi, chiếc máy đánh chữ của Bác đều được gia đình ông Dũng gìn giữ cẩn thận. Trước sân nhà, cây hoa mộc được trồng từ khi dựng nhà cũng được ông Dũng nâng niu, chăm sóc đến tận bây giờ, bởi nó gắn với kỷ niệm của nhiều thế hệ trong gia đình với Bác Hồ. Từ đó đến nay, ngôi nhà của gia đình ông Dũng được coi như bảo tàng ký ức, lưu giữ những kỷ niệm in dấu chân Bác. Hiện ngôi nhà vẫn được bảo tồn nguyên vẹn với nhiều di vật, hiện vật cùng nhiều tài liệu, hình ảnh liên quan đến sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu lại nơi đây.